Ok anh bật máy thôi. Có những câu chuyện trong màn đêm mà các bạn không hề hay biết. Tớ thích có những sợi khe khẽ như cậu. Tớ thì lại thích cái vị đầu lọc thè mà thơm ngát của cậu. Vậy thì chúng ta cùng đến với nhau để tạo ra một hương vị mới cho cậu chú không thể nào quên đi. Không biết có thuốc làm được đâu nhỉ. Tớ thì không biết nhỉ. Bỏ qua chuyện đó đi. Bạn đang cần một mùi vị thuốc lá mới. Một ngày bạn đốt hết một bao thuốc nhưng bạn vẫn chẳng cảm thấy có điều gì xảy ra. Mà quan tâm đến một loại thuốc lá ngon hơn là việc GD đang ở Hà Nội. Đừng suy nghĩ nữa, bởi vì hôm nay tại đây giây phút này, chúng tôi tự hào đã vượt qua mọi cản trở cũng như lệnh cấm của chính phủ để mang đến cho bạn một loại sản phẩm tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Vinata Ngu. Với thiết kế sang trọng, bắt mắt, màu sắc thời trang, số điếu đúng đủ 20, không thừa không thiếu. Nhưng mà nếu có sai sót thì chỉ có thiếu chứ không bao giờ có thừa. Chắc chắn hứa hẹn với các quý ông một sự đẳng cấp tối đa mà không có lai pha một quốc gia nào hết. Ngoài ra, chưa có một sản phẩm nào có thể giúp người sử dụng cho người khác thấy được tư duy đầu óc của bản thân. Nhưng với Vinatangu của chúng tôi, mọi người nhìn thấy ngay được sự thông minh của bạn được in ngay trên chính tên của bao thuốc lá. Một sự xuất sắc được thể hiện ngay ở chính bao bì của sản phẩm, thật là quá tuyệt vời. Đó là những gì bạn nhìn được thấy ở bên ngoài. Vậy thì bên trong Vinatangu sẽ mang lại cho bạn những gì? Nếu trong các loại thuốc lá bình thường trên thị trường hiện đang chứa hơn 40 chất gây ung thư, thì với Vinatangu chúng tôi đã đẩy con số lên và tự hào vững bước giới thiệu với các bạn có 690 chất gây ung thư trong Vinatangu. Mà tại sao 69 là sao, lúc nào cũng là con số 69 ấy, chả có gì vui cả. Tại sao chúng tôi lại đẩy cái con số đó lên nhiều đến như vậy? Bởi vì thay vì việc 2 năm bạn hút thuốc lá bình thường, bạn phát hiện ra bị ung thư, thì với Vinatangu, bạn chỉ cần hút 2 điếu và 2 ngày sau bạn đã biết được chính xác ngày các bạn phải lên ngồi ăn gà với các cụ. Một sản phẩm tuyệt vời dành cho những bạn nào đang có câu hỏi hút thuốc lá đến bao giờ mới chết. Ngoài ra chúng tôi đã đẩy hàm lượng nicotine, bụi thuốc lá, các chỉ số khác trong thuốc lá lên cao nhất để các bạn có những khoái cảm tuyệt vời. Thay vì bạn hút hết một bao thuốc lá bình thường thì bạn chỉ có bị thâm mắt, thâm môi và thối mồm. Thì với một điều Vinatangu, bạn sẽ được đi du lịch 5 châu 4 bể một cách nhanh chóng nhất. Một sản phẩm tuyệt vời giúp bạn tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và tiền bạc so với đi du lịch thông thường. Đó là phần thuốc. Vậy thì còn phần đầu lọc, Vinatangu khác gì những loại thuốc lá trên thị trường? Như các bạn đã biết thì đầu lọc bạc hà sẽ dẫn đến chứng bệnh vô sinh. Và đầu lọc 3D để hạn chế những cặn bẩn trong thuốc lá, nhưng thực chất cũng chẳng hạn chế được bao nhiêu. Nhưng ở Vinatangu đã có một cuộc cách mạng về đầu lọc, kết hợp giữa đầu lọc bạc hà thay mát và đầu lọc 3D, dẫn đến một tính năng ưu việt mới khiến người hút bị yếu sinh lý và BD. Quả là một cuộc cách mạng lịch sử vĩ đại trong nhân loại, khi giờ đây chỉ với một điếu thuốc lá có thể bẻ thẳng thành cao và Thái Lan lại có thêm một du khách mới. Còn gì để tuyệt vời hơn chứ? Một cải tiến về khói thuốc khi bạn nhả ra cũng được chúng tôi áp dụng vào sản phẩm. Với các loại thuốc lá thông thường, khi bạn nhả khói ra, những người hít phải sẽ bị tác hại gấp 10 lần người hút thuốc. Nhưng với công nghệ xử lý khói sạch của Vinatangu, bạn sẽ nhả ra một làn khói sạch và những người hít phải sẽ không bị tác hại nữa. Còn bạn hút sẽ bị dính gấp 11 lần thay vì người khác. Quả là một loại thuốc lá văn minh. Và tôi tin chắc rằng với Vinatangu sẽ chẳng còn ai cầm hút thuốc lá nơi công cộng nữa. Bạn chỉ cần cầm bao thuốc thôi là mọi người đã thấy nể rồi. Một sản phẩm vượt trội về tính năng, thân thiện với môi trường và văn minh đến nỗi mà bạn cầm bao thuốc đến đâu mọi người nhìn thấy coi là đã. Ui, nhìn anh văn minh mà đẹp trai vô. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy lên gọi đến tổng đài 1900 kỳ nhông nhảy sách để nhanh tay đặt hàng. Chương trình tri ân khách hàng. Để cảm ơn các bạn đang ngồi xem hết clip của chúng tôi, quý công ty xin tổ chức một mini game dành cho tất cả những bạn nào đang hút thuốc lá, không phân biệt hãng nào. Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần like và comment tôi yêu thuốc lá, các bạn sẽ được 100% nhận quà từ quý công ty. Đó là một suất đất có view đẹp ở Nghĩa Trang Văn Điển. Và đặc biệt sẽ được bố mẹ, con cái, người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng một ngày sớm nhất. Chúc các bạn làm khổ người thân và gia đình thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến đít của cái clip này. Vinatangu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở đám tang của các bạn một ngày không xa. Thế nha.